Hello, xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang sẽ lên trên trung tâm để Sang mua đồ cho người vô gia cư. Và đây là Sang cho các bạn xem, Sang nhận được số tiền của cô Thanh Nguyễn. Cô này ở bên Mỹ và cô ấy có chuyển cho Sang là 100 euro. Dạ, cô ấy đây ạ. Và Sang... chờ mình chút xíu nhá. Đây, cô ấy ở đây. Cô này nói với Sang là cô xem video của Sang ở trên YouTube và cô nhìn thấy là những người vô gia cư ở Bỉ rất là tội nghiệp, cho nên là cô ấy muốn giúp một chút xíu gì đó cho người vô gia cư ở Bỉ. Vậy là cô ấy đã nhờ cháu của cô chuyển cho cô cho Sang để Sang giúp đỡ những người vô gia cư ở Bỉ là 100 euro. Và hôm nay Sang sẽ lên trên trung tâm và Sang dùng số tiền đó Sang sẽ đi mua đồ cho người vô gia cư nha các bạn ha. Vậy nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trung tâm. Bye bye. Hôm nay Sang sẽ đi đến chỗ mà hầm metro, chỗ này có rất là nhiều người vô gia cư. Mời các bạn cùng Sang đi đến đây ha. Đây là nơi mà Sang muốn giới thiệu với các bạn. Bây giờ phải đi lên trên á. Những người vô gia cư họ ở phía trên ạ. Nãy Sang đã quay cho các bạn xem đó, đó là cái chỗ mà đi lên chỗ đi lên trên đường như thế này thì những người vô gia cư họ nằm ở trong cái hầm metro như thế. Bây giờ Sang sẽ đi vô đây Sang mua đồ ăn cho người vô gia cư ha các bạn ha. Ở đây Sang thấy có một tiệm đồ le nhỏ. Để xem ở đây còn có tiệm gì nữa không ha. Với lại Sang muốn mua bánh mì này kia cho họ nữa đấy. Ở trong đờ le này chút nữa Sang sẽ vô lại đây và Sang muốn đi chỗ này xem còn có cái gì không để Sang mua. Con phố này lạ với Sang quá à, không có gì hết á. Thôi bây giờ Sang quay lại cái tiệm đấy, tiệm này. Bây giờ Sang sẽ vô cái tiệm này ha. Và Sang sẽ mua đồ ăn cho những người vô gia cư đấy. Sau đó sẽ mang xuống dưới cho họ, xuống đưa dưới đó cho họ ha các bạn ha. Đây ha, Sang sẽ đi lẹ lẹ thôi, Sang cho các bạn xem tiệm này rất là nhỏ, không có nhiều đồ ăn mấy. Rất là nhỏ luôn. Với lại hôm nay là cuối tuần cho nên là không có nhiều tiệm mở cửa đâu. Bây giờ không Sang mua nước đi. Sang mua nước và sau đó sẽ mua ít bánh mì và đồ kẹp ha.
đây, kiếm một két nước nhỏ này. Két nước nhỏ này thì mình có thể sát được. Đây là số bánh mì mà Sang mua đây à, và mua nước nữa. Ai muốn uống nước thì mua cho họ. Hiện tại bây giờ thì Sang biết có vậy thôi, cho nên là Sang sẽ mua cho mấy người này trước, rồi chút nữa nếu mà đi ra đằng kia, nếu mà có người nào nữa thì Sang sẽ mua thêm sau ha. Số tiền Sang mua đây. Khi mà lúc nãy Sang quay cho các bạn xem thì đi ngang qua chỗ này, lúc nãy có người lau chùi dọn dẹp ở đây cho những người vô gia cư, và dọn dẹp cho cái chỗ metro này cho nó sạch sẽ luôn. Thì bây giờ Sang sẽ đi đến từng người và Sang đưa phần nước và phần bánh mì ha các bạn ha. Và đây là cái bác đầu tiên Sang ghé qua. Bác này nhìn như thế thôi nhưng mà bác ấy cũng đã lớn tuổi rồi đó các bạn. Đây là lần đầu tiên Sang đến chỗ metro này. Sang hy vọng là sẽ có dịp Sang sẽ quay lại đây rất là nhiều lần hơn nữa. Và bác này nói với Sang là bác ấy ngủ ở ngay chỗ này luôn. Đây là chỗ của bác ấy ngủ ở đây. Và hiện tại bác đang đứng để bác xin tiền thêm thôi. Mình hỏi với bác là bác có phải là người bị ở đây không, thì bác trả lời với Sang là tôi là người bị ở đây đấy cô ạ. Bác ấy nói với Sang là tôi không có nhà, tôi ra đây tôi ngủ, tại vì tôi cũng chưa xin được chỗ trợ cấp của nhà nước cho nên là ra ngoài đây ngủ. Hiện tại thì tôi vẫn chưa xin được tiền trợ cấp, và tôi ra đây để xin thêm thôi. Bây giờ Sang sẽ đi đến một cái anh vô gia cư này, anh ngồi ở ngay góc bên đây ha các bạn ha. Anh này anh nói với Sang là anh đến từ Turkey, và anh hỏi với Sang là nếu mà có bánh mì cá cho tôi xin một phần bánh mì cá. Sang đã sẽ tìm bánh mì cá cho anh ha các bạn ha, còn một phần bánh mì cá trong này nữa. Những cái bánh mì khác thì là bánh mì trứng, bánh mì thịt và bánh mì phô ma, cho nên là Sang sẽ tìm bánh mì cá ha các bạn ha. Anh này anh nói là tôi ngủ ở đây nè, nhưng mà tôi không có xin tiền, tôi chỉ ngủ ở đây thôi, ai cho tôi đồ ăn thì tôi ăn. Do Sang ghé vô cái chỗ này vào buổi trưa cho nên những người vô gia cư ngồi ở đây rất là ít. Thường thì họ đi ra ngoài đường hoặc là ghé vô đến những chỗ nào đó để họ ngồi họ xin rồi các bạn. Còn nếu mà ghé vào đây, đi ngang qua đây vào buổi tối hoặc ghé vô chỗ này vào buổi tối, nếu mà như các bạn muốn thì ở đây những người vô gia cư họ ngủ ở đây dọc dọc đây rất là nhiều và tập trung ở đây rất là đông luôn á. Bonne chose, hein? Oui. Bonjour. 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 Bonjour.
Các anh này người thì xin sang là bánh mì, người thì xin sang nước, có người thì xin thêm bánh mì để cho một người bạn của anh ta nữa. Và có anh thì anh ta là người ma hốt cho nên là anh ta hỏi sang là trong cái bánh mì kẹp đó có cái gì. Thì sang nói là có gà, anh nói là vậy thì cho tôi xin bánh mì ngọt thôi. Đó, vậy anh ta là anh mở ra ngay, ăn ngay tại chỗ luôn ạ. Còn cái anh bên này anh chạy qua và anh xin sang thêm nước nữa các bạn. Sang đưa bánh mì và nước cho các anh này rồi sang đi qua người khác. Sang cũng không dám nán lại ở đây lâu tại vì kéo lại tới hơi đông đông, mình cũng hơi sợ. Để bữa nào có dịp nào đó thì sang sẽ hỏi chuyện các anh sau. Bây giờ sang đi qua người khác ha các bạn ha. Sang nói với cameraman của Sang, bây giờ Sang đi qua bên phía cái lều đây ha các bạn ha. Trong cái lều này Sang biết là có người nhưng mà không biết là ai trong này. Bây giờ Sang sẽ đi qua, Sang hỏi người ta xem họ có cần ăn bánh mì gì không ha các bạn ha. Đầu tiên Sang sẽ chào họ trước và Sang thấy đây rồi, cô gái này thò đầu ra, cô ấy rất là xinh đẹp ha các bạn. Các bạn nhìn xem khuôn mặt của cô ấy rất là vui khi mà mình đưa đồ ăn đó các bạn. Cô gái xinh đẹp này nói với Sang là có thể cho cô ấy nguyên cả cái bịch đó luôn được không? Và cô có thể bỏ những cái đồ này vô trong cái bịch đấy dùng cho tôi có được không cô? Và có thể cho tôi xin hai chai nước, tại vì bên phía trong này tôi còn có một bạn trai trong này nữa. Sang hỏi cô gái xinh đẹp này cô bao nhiêu tuổi rồi, cô ấy trả lời Sang là năm nay tôi 27 tuổi. Và Sang còn hỏi thêm cô ngủ ở đây hay sao, thì cô ấy trả lời là vâng, tôi ngủ ở đây mỗi ngày luôn. Cô ấy là người UK. Bạn trai của cô ấy thò đầu ra và nói cảm ơn chúng tôi rất là nhiều. Bây giờ Sang sẽ đưa bánh mì cho cái một bác đang nằm ngủ ở đây nè. Bác ấy đang nằm ngủ, Sang không có làm phiền bác và Sang đặt bánh mì ở đây. Rất tiếc là Sang hết nước cho bác ấy rồi các bạn ạ, Sang để bác ngủ ha. Cô Thanh Nguyễn ơi, Sang xin thay mặt những người vô gia cư ở Mỹ cảm ơn cô một lần nữa nha. Số tiền của cô vẫn còn và Sang sẽ dùng số tiền của cô cho người sau ha không ha. Các bạn biết không, cái chỗ này ấy là lúc nãy Sang tưởng là có 2-3 người thôi, nhưng mà ai dè khi mà Sang cho đồ á thì họ kéo tới rất là đông. Và thế là Sang cho hết phần đồ của Sang rồi, bây giờ Sang sẽ đi đến chỗ quen thuộc của Sang ha. Vậy nha các bạn ha.